Về nhà khi tháng chín mùa mưa lại nhà quê bao bố mẹ coi bên nào về lại em cũng ở nhà ơi hồn ơi trời đã mà đưa duyên cho rồi qua đời ở nhà của em đây hồn ơi una quê una đời mà una chờ chờ em có ai bên lê chuông rồi ơi una ra nhà ơi. Xin chào nhà bạn ngoại mương hôm nay quê dòng đất mương un qua ra gió yên ngày nay liền mà về mương ngày này gặm máu nó chôn đi rồi nó râu nà ơi cảm ơn cái tâm lòng trắng hà là say nâng lê lời trắng un cảm ơn đại ơi vậy thì buổi làm un ơi ngày nay về đất con mương rồi lễ cầm bàn hiến ngày nay rồi ai un ơi mày khi Thanh Hóa hòa bình nhà hôm nay quê là dòng đợt mương un ni rồi nhà ơi về đợt cố mương đợt mương số đẹp mạch nhớ lên nhớ ước chỉ ê nhàn lại mường ngày nay con đầu na ơi mường à un nghèo lầm nghèo nôn ngày nhà già quê là say đừng mà cười trẻ con ngày nhà quên đất ruột mường rương chỉ nó có số như mường quê mà ủ nó ơi về nì em rời sụt nhà à lang xôi cửa xôi xóm ùn ơi xôi cờ đẹp cửa mận nhà la hòn rải ùn ơi bao đón Thanh Hóa đẹp non bên má cả nhiều hang cờ xinh giò đau đớn đớn rồ mà đớn rồn đớn khổ ô ca đớn rừng ô cơ rồn ơi bao đớn chẳng
hàng ngày. Đôn na ro đôn na rong nó in đại nhân ngò răng răng thưa cũng nó tin khi nó về đất mà mường quê là sắm cô chẳng như mường ồn ên hơi là ăn khôn khó mới có nô cơ mà ăn đại nhau về nì sẽ tuyệt vời bảo rằng cơ cả bọn ở cao đình nào lắm ở cả lệ như nhà lắm ở cả đâu nơi chờ bó ôn lệ phiền ông về nì anh rời chật là anh mơ là rồi thời anh nhà un mừng lắm mà nông ưa cả răng un ăn chung đông đưa là ăn cũng giỏi nhưng mà đất nề nhi đất cù mường đua cờ ra chẳng mặt rồi ăn chung à chẳng đi mường à un ai rộc ý à đô là xa còn à có đô là đô là nó ăn là chênh đại ôn ơi ngày nay anh đã sợt rồi về nhà đến cửa ní rồi ở nhà mong khi bơi ôn về quê anh có ngày ôn ơi ôn em nhà ra ri un na mưng ước à răng un na ước à un na tưng đa lô rồi anh ơi chỉ à lo chế sao mà chế kha vì là nhà bố mẹ nhật na chỉ cho mẹ nhà là sao ra rồi anh ơi ôn ơi khi đi cha mẹ dặn rồi rơi hoa và rơi à người và chưa nên ôn ơi ê nhì nhá đò nhà nghèo về chẳng có cả cửa nhà như ôn là ngày ơn đi ôn là chẳng chế khó chế nghèo chỉ mong mẹ nhà anh nhà lúc cả cả đời bên nhau tôi rồi anh ơi nghe bóng đều rì lộ rồi chỉ lòng nó kết nửa bàn kết chuyện là cô cha ê nhì nhá đò nhá nghèo em chẳng có ba mà đôi ôi nó ra ồn ơi ồn là chẳng chế đò mà chế nghèo chỉ mong bố mẹ nhà má thương cho
nương lo đeo đi ồn ơi chỉ lo bố mẹ mà mở cho xe với diễn lời ê nhà huệ hỏi bố mẹ ở nhà nếu mà nhà ta chỉ un mà huệ là theo anh đại nhà ngô nó mà nhớ màu xương những câu mận ở trường em chẳng khơi bỏ quê nhà là ủn ơi nếu an chẳng kể mận mà em xuống em nhớ nghìn đôi trăm năm đã u na ơi thôi em nhà mà cha ngọt như đường u na ho hào bỏ xóm bỏ mương đưa theo em đại ơi đường ràng để đi u sương long bầu mà rơi sâu long ê nhà u nó ơi nếu à u na về theo cùng chàng chàng phải thương u ngày ngày đứa coi lo cô ngày nhà ơi ngó lót đều để ủn ơi bao nhiêu việc có anh đôi đám đang đau trường ơi bởi vì ủn con gái đàn ba ủn chi hào hoa quý hào hoa chiêu hoa thế thôi rải nhà ơi cảm ơn kêu ơi chàng lòng vang đã chàng đã nhận chàng lối cũng anh là ngày nay con nhớ bố mẹ nhà trang bóng đêm ở đây một ngày ó ăn rồi ủ nó un trường anh ăn nên đôi đôi anh đưa ủ phía nhà cô anh hãy un nơi chạm cửa mận nhà đưa cho mặt lội mặn đáng về khâu đã un nó ơi anh chẳng có thật à chẳng thay đắng khê đôi un máu chờ giờ anh ơi nghe nhỉ anh chợt nói xa ngả nỗi đủ còn ở nhà nông thôn đại ủn ơi về tí đi với ủn ơi ở rồi trời xô mà rồi phải lo ra ủn nó ơi thế thì ủn bước theo chàng nơi nó khó khó chàng riêu ủn họ có ngày nhà ơi ngò lò đeo riêu ơi qua cô nghe đại qua
đó em đưa ra u nó ơi. Thế thì mừng làm mừng non mừng ngày chiến thắng có ngày lập con ra rồi nhà ơi. Mặn răng cái giọng cái lời nhà mặn giọng bù mà anh đôi cảm ơn rồi ơn ơi. Anh nhà hỏi giữ vững lời thế anh nhà hỏi đừng vứt ra nó hề thương em cô ngày nhà ngôn ơi chẳng có bỏ mà cửa đang ê nhà chẳng bỏ ùn ơ vai mà sương ra ùn na ơi đi nói có anh đi đi nói có một lúa mù mến chân nên khổ nô ngày nay có ùn ở cánh nghe măng kẻ lòng kẻ lòng sắt cầu chẳng ngày ở ni bộ mà nay anh mời gặp buồn na nàng em nhà ơi ngõ xoay đường mà chẳng ngựa à, con ngày nghề trang có rằm mà bỏ ai chân em bố mẹ kinh nhớ xa eo này có giang có lời cũng em đoài này ni em chẳng bỏ chỉ non an lời nhân nữ chàng em đôi cái lo rồi un ơi em nhà ơi nói thật mà chẳng hòa la em nói rồi qua lời đi thôi giờ anh em đi đã bù chật nở lối chật là cầu chật nở chàng à rồi với anh ở đâu ơi thế à thì ôn na mừng mừng à lên chẳng đây mừng ngày quê nhà ăn ra rồi nhớ mừng chơi đã bồ hết rồi đời hoa sắt mà cũng ngỡ cái xin đại hồn ơi con rắn nó nữa mẹ nhà ơi em nhà ơi em hỏi hồn nó rơi bố cho ra rồi ơi về thì sật cái lưới cái cầu mân chàng cho anh đôi điều trong cô ngày ủn ơi ủn na ni bố thật bố
đi cho đi hang gặp ba nhỏ nè anh ơi. Vợ thì anh hỏi ổn đời hỏi xăm bố mẹ trong nhà ăn ở quê mẹ nhớ quê như ta đôi à chẳng ổn nó ơi. Mà ta anh nhớ ơi nhớ anh nhà già đã hoài ôn rồi à bố anh đã anh mặt mà anh nhớ bố anh ra cả mặt ôn rồi à chạy xa rồi anh ơi. Về thì ô hoài bảo tông oai à xa ủn bộ dần kẻ lo mà ế nhìn trường cười ngay ni chẳng hỏi chẳng mà ta ếnh nhá ơi nó mặt ta rồi anh hoài nó rơi chẳng sao ra anh ơi. Bạn trôi buổi đà nhà bà là lên ôn à ơi anh tròn ôn trời sướng anh cô ngài ôn à ơi. Chẳng lo đeo vì anh hơi ồn hò chẳng có răng nó chỉ anh đã anh ơi. Về thì đã hỏi ồn đã bù thật rồi vẫn chưa anh hỏi ở tia bụn rơi búa cho rồi anh cô anh nhói với mà anh nhói mặt nó lá đi đó rồi để hoa thông ra rồi anh nhói ngồi giảm đô lộ chỉ nữ vang ở vầm mà cơm mấy ba đùa băng ở mấy đùi râu nó ơi. Cảm ơn anh hoài mà ôn lắng đường bố lại anh chẳng an hay đại anh ơi. Có phải anh hoài mà anh em đợi bố lại rõ tương cho anh đại anh ơi. Về thì bố vời ủn đời đường đỡ đỡ chưa qua mà viên mà trường đại nó ơi. Ủn ơi bố vời ủn đời mặt luộc mà đang ba đi con là nó ơi. Bố mẹ xin an khẩu người ồn à ni xếp má sư nó má sư tự rãi anh ơi.
vợ thì đông ồn nhiều ê nhà sương ê nhà quỷ mà rơi nhà em ra ồn nó ơi mà mòn chớ ồn đã bồ rồi đôi ngoài tiệp mà ồn à đôi bồ cho lại nhà cùng thế anh nhà bồ với nhà ơi đỡ ồn đòn đời cầu lời ôn ơi lặng ở làng mà luôn đôi nhòi sợt kẻ long cốt nó ôn ơi mà lối bố bóng cơ bố xin ổn chính ở tước là bôi ở văn chỉ ra ổn nó ơi cảm ơn anh hỏi mà ổn nó nắng ổn nó hò chuẩn nó bị sẵn nó sang đã bài đại nhà ơi xin na ôn na sao làm gió nong ai nhà ơi mặt nan chín na đứng na cưỡi na che con ai nhà ơi mặt đặt lời bu bằng cờ la bui a che na ôn chỉ cả là bụi thì chúng đại nhà ơi cảm ơn kẻ tầm lòng vang mang trường bộ dần đôi cảm ơn nụ nó ơi xin chúng nó chối văn à mình chỉ nói chẳng ở chỉ sầu chỉ nói ra ô na ơi đôi anh bạt chuỗi cũng xin mai cầu đi ngã chữ vỡ hang đưa như ăn bao lang đi chữ ùn nó ơi đôi mất cửa cô nhà đưa ăn đi cô nhà đi chữ lại ùn ơi thế anh đã mặt à, rồi rồi ngày nó đi chợ đi ăn bao trời cũng ngày anh ơi chẳng lo điều điều nơi ghé dạo đi chợ anh về nhà đi chợ đâu nó ơi ôn ơi anh gọi xem con ôn ơi bù từng lòng cho anh con ơi ôn ơi chị à vì nhà khó nhà nghèo ai nhà má đi à đến nó mà nghe chàng lại có cô
nhau cái núi hình đôi qua ồn nơi mơn trời ngoài ồn cung ồn ơi bồ trận long cung hề đại ồn nơi mơn trời ngoài mà trận rồi đồn bộ bảo em cô ơi nó em ơi trăng lên đi nỗi trăng ở tròn năm nay ôn mày trăng tròn rồi nó ra ôn na ơi cảm ơn ấy nhòi ôn na na đường bỏ lại anh trăng ăn hay dạy nhà ơi trăng lên đi nhà nội mặt trăng loan ồn ni ba mưa là xuôi ồn quan ma ra anh đại nhà ơi vậy thì bố ế lầm bụi nông hoa dài ủn bố trận anh đôi cảm ơn đôi ủn ơi mơn chứ mặt nửa xuôi cũng xin đôi nhận hồ nhìn đôi trăm năm đại ôn hơi chia vì ôn á sầu ôn á ca cho rình chưa có người má nó thương anh ơi đừng lo chính đoà mẫn nghèo trăng rình chứng an nhìn đôi cô ế nhảy ồn na ơi trăng chế đoà chế nhà chế lo ồn ốc kết an diện đôi cung em đôi ồn na ơi chàng chế nhà đoà nhà nghèo nhà thương an ồn ồn rồi theo anh đại ơi ngàn lời ồn nhàn cầu tiếp đôi bố cho ra ủ nó ơi thế ủn ơi lại nhà trang nhà ơi bố ủn đỡ mà này con ngày nhà ơi nghe ngoài ủn bố sòng rơi chưa cơ gọi thôi bố cho đã ồn ơi hỏi thăm chuông khớp chân quy trường ngang chiều rung hiến thi ra sao anh bố ồn cung ồn ngoài lệ bù liên đứng đờ đất quảng mà viên ma trường đại ủ nó ơi còn nhớ bố mẹ nhà trang an quê ở quê mình lê như đôi hà ra ủ nó
con à có bố à mẹ nó rơi à thương à anh nhà ra rồi anh ơi chẳng à nhớ un à ở nơi anh đi một trà thuận một nhà lùa mà rơi à lo thân ra anh nhà ơi ô lo điều đi ôn ơi cái duyên cái vận kết lối đưa duyên là cho mình ôn là ni đã cho ăn nó đúng duyên rồi nếu anh thương ôn em giặt diêu nó qua con ngày anh nhà ơi ngàn lời ôn nhân chẳng cùng lời đi nói ý đại ý riêu điêu đi là ôn ơi mòn chớ đã nhân chẳng bù lơi đôi anh đưa ôn bào à vườn cùng anh đại ôn ơi là ni nó thực là ở đông ngày xưa bố mẹ dọn về quê về nhà có bên bao nhà bao khăn mùa chín khăn mưa đỡ về sầm cửa mận nhà huế nó rải ún ơi để nhà khi khăn chín mùa mưa lại nhà huế bao bố mẹ coi bên nào về lại em mà con ngày nhà ơi ngôn ơi trời đã mà đưa duyên cho rồi coi đời nhà của em đại ôn ơi ôn à quê ôn à đời mà ôn à chờ chờ anh coi à bên lề nhà rồi chuông à rồi ơi ôn à ra anh nhà ơi mòn chưa đã sật tâm ở lòng ngày này anh mận đã ùn ăn đều cơm mà chung thôi hài ùn ơi nếu anh thương ùn thật mà tha về là bao bố mẹ có em à ơi ùn à vậy nhà ơi chàng răng riêng nó cho và ùn à ơi mần chưa ùn đã nhận chàng mần lời đưa kết bàn kết đời lắm mà nằm đại ùn à ơi nếu anh thương ùn thật mà ta nhà vãi thương ùn nó cho lắm mà nằm cũng hãy nhà ơi thương cho tóc bạc lên đâu khi nó rằng nó rung bên mới mà thương nhau cô ngày nhà ơi
Ôn ơi anh đã nhận lỗi nhà chẳng bỏ thế là qua chia nó ra ổn ơi. Nếu anh có dự án lời thì ổn mới quyết ổn mới mà lê anh đại nhà ơi. Về thì ổn đã nhận ở trường mận lời đỡ anh lê mận ủn về nhà cô anh đại ủn ơi anh ơi giữ chọn cái lời chưa qua cùng cái cha bên anh nhà rơi vứt ra đi con ngày anh nhà ơi đừng lo điều gì ủn ơi đã sướng cho ớt loạn đã bỏ cho lươn đừng đỡ rằng rỡ mà xưa ủn ngày ni nếu anh giữ trọn lời thế thì ủn cho ba nhà na bé nhà đi con anh đại nhà ơi về thì ôn đã nhận trường cũng lời kể chuyện kể vẫn chẳng rơi đi nó người ủn ơi đã xuống cho trọn nghìn đời đưa hà chậm cửa cổ nhà về khẩu lại ủn ơi cha cả la lại đợt say cho na cho in mặn na ủn hạt lon mô cha đôi giò in ơi về thì trở lại về nhà đưa hạn chuyện mận cho cô nhau ra giờ ủn ơi thế thì đi vợ ơi anh ơi ủn đi mừng lắm bữa rồi anh đưa cho lại nhà ơi anh nhà ơi ủn ngà mà ủn ngà nhìn nó bên rạc mà ta chạy kín là theo anh đại nhà ơi ôn ơi anh bé là cầm kinh nghe giao anh nhà lê về quê ủn nó ơi ủn ơi ủn đời ủn má nhá em mày anh nhá ơi mơn chứ ủn đã nhận chẳng nhận lời đừng mà bỏ gì là quá anh hay ủn ơi đôi anh an ở đình an về về cùng cửa ủn mà nhà nghe chào đại ủn ơi ủn ơi nhân xiềng nhân nơi đâu nán kiệp ở đây cũng anh đã anh ơi mơn chứ ủn hứa chẳng lời
chiến đối với khẩu rồi ôn nơi con là rồi con là rồi chứ chào đấy mơn chớt lối đã về chiều đời anh xin về anh về quê anh cùng ai uốn nơi anh nhà quê là đại nhà ơi uốn ở lại ngày ngày đôi anh đại nhà ơi. À các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.